Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Kenso Crypto của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách start cái đồng Bit trên sàn Bybit nhé. Đối với các bạn mà vừa tham gia Kakushi thành công tài khoản trên sàn Bybit thì các bạn có thể nạp tiền vào đây để các bạn mua đồng Bit và các bạn tiến hành start luôn. Còn đối với các bạn nào mà chưa tiến hành đăng ký và các khi tài khoản trên sàn Bybit thì các bạn có thể đăng ký thông qua link của mình ở phía dưới mô tả video này nhé. Đó. Thì vấn đề Kakushi thì họ sẽ xét duyệt cho các bạn trong khoảng thời gian là sau 1 giờ hoặc là sau 1 đến 2 ngày nhé. Đấy, tùy thuộc vào cái thông tin mà các bạn gửi về sàn nhé. Cái ảnh chụp của các bạn nó có nét hay không, nó có rõ ràng hay không, nó có trùng khớp thông tin hay không thì nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ quyết định đến cái tiến độ các bạn Kakushi thành công nhé. Và cái video hướng dẫn Kakushi mình đã có ở phần phía trước rồi nhé. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách start thôi ha. Thì chương trình này kéo dài 14 ngày, từ ngày 28 tháng 9 cho tới ngày 12 tháng 10 nhé các bạn. Và tổng giải thưởng là 500.000 bit ha. Thì đồng bit này ở trên sàn nó có giá hiện tại bây giờ, các bạn có thể lên coi market cap để các bạn biết ha. Thì giá hiện tại bây giờ nó khoảng tầm 1,544 đô nhé các bạn. Đó. Thì giá nó có nhích nhẹ lên một chút ha. Rồi tổng cung lượng cung lưu hành này nó cũng tương đối lớn nhé, 231 triệu rồi ha các bạn. Rồi. Cái phần trăm lợi nhuận hàng năm mà tính theo cái quá trình spool của chúng ta là khoảng tầm 34% nhé. Đó. Một năm thì có bao nhiêu tháng? 12 tháng này các bạn, 34 mà chia cho 12 thì các bạn còn tầm khoảng là 1,6-1,7% đó. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề pool ở đây họ không tính theo tỷ suất lợi nhuận như thế, mà lợi nhuận của các bạn sẽ tính bằng lượng bit các bạn mang đi stack trên tổng số lượng bit của toàn bộ những người tham gia stacking ở đây nhé. Đó. Ở đây thì họ có giải thích cho các bạn một cái bài toán, một cái cách tính lãi ha. Một cách tính lãi sau khi mà các bạn tham gia stacking ở trên này. Ví dụ như là ở đây họ có giải thích này. Ví dụ như là Alex có đặt 100 bit Magnistack 100 bit ha vào ngày 28 tháng 9, và tổng số bit mà toàn bộ những người tham gia vào chương trình stacking này là khoảng tầm 100.000 bit đi. Đấy. Thì kể từ 0 giờ sáng ngày 29 tháng 9 thì lợi nhuận sẽ được tính ha, và làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ như là 100 bit của Alex trên 100.000 của tổng của toàn bộ người tham gia nhân cho 500.000 bit là tổng số giải thưởng, tổng số bit thưởng trên 14 ngày ha, chia cho 14 ở đây là 14 ngày thì nó sẽ được là 36 bit ha. Và ở đây là nó không có cộng lãi gộp nha các bạn. Thì lãi từng ngày nó cũng chỉ là 100 bit thôi. Các bạn không thể lấy 36 bit của ngày đầu tiên các bạn mang đi start tiếp được, mà các bạn phải nạp vào nhá. Như thế thì mới sàn nó mới có khuyến khích cái quá trình nạp bit. Đấy, số lượng người tham gia vào và lượng bit lưu thông nó tăng lên. Đấy. Thì 36 bit này thì các bạn sẽ được giữ trong ví ha, giữ về chuyển về ví ha sau đúng 24 giờ nhá. Đó. Qua ngày thứ 2, nếu như mà số lượng bit của toàn bộ người tham gia vào tăng lên thì cái lượng bit các bạn nhận về sẽ thấp hơn 36 này ha. Ví dụ như nếu như là số lượng tăng, số lượng người tham gia lên và tổng số bit tham gia là 200.000 đi thì các bạn nhận được khoảng tầm còn 18 thôi. Do đó là họ sẽ tính theo ngày nhé, và cái số lượng bit này là chia cho tổng số bit tham gia theo từng ngày. Đó. Và mình nhắc lại là cái phần lãi không được tính thêm vào thành lãi kép, tức là không thể dùng làm vốn cho ngày tiếp theo được ha, mà các bạn phải nạp tiếp vào ha. Đó. Thì cái quá trình stack này nó kéo dài 14 ngày nhé. Đấy. Thứ hai là cái việc unstack, ngưng stack thì các bạn có thể ngưng bất kỳ lúc nào nhé. Đó. Tài sản thì của bạn sẽ tự động chuyển về ví Bybit của các bạn ha, ngay sau khi các bạn ngưng stacking. Đấy. Thì về lãi suất lợi nhuận thì mình vừa có giới thiệu các bạn rồi ha. Đó.
Nó phụ thuộc vào tổng số người tham gia vào cái dự án này. Nếu như mà càng ít người tham gia thì với một cái lượng bit của các bạn thành nhân được nhiều hơn so với nhiều người tham gia. Đó, nó là của các bạn trên tổng số những người tham gia. Đấy, lượng bit của các bạn trên tổng số lượng bit tham gia. Đó. À, tuy nhiên thì mình làm video này để giới thiệu và để kêu gọi các bạn tham gia vào cái dự án này ha. Thì Hoa Thơm thì mỗi người chúng ta hưởng một ít, thì vì thế các bạn biết đến cái dự án nó nhiều hơn và các bạn cùng kiếm cái lợi nhuận trên cái sàn Bybit này nhé. Đấy. Ở đây thì là họ có thêm những cái quy định về cái việc staking này ha, những quốc gia mà không được phép staking ha. Đó. Ok. Thì bây giờ các bạn nhanh tay các bạn đăng ký cái tài khoản và Kakuchi tài khoản trên sàn Bybit này nhé. Mình có video hướng dẫn ở phía trước rồi nhé các bạn. Đó. Còn các bạn nào mà đã Kakuchi thành công thì các bạn nạp tiền vào đây và các bạn mua đồng bit để các bạn tiến hành stake nhé. Đó, nó rất là đơn giản thôi nhé. Càng sớm càng tốt nha các bạn. Đó. Đấy. Thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc nhé. Mong các bạn là nhanh tay tiến hành Kakuchi thành công và kiếm được thật nhiều cái đồng bit này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.